Zika Audio, nghe chưa đủ, thấy xét tim. Vâng, có anh Hà, anh ở bên Thạch Bàn sang công ty Zika Audio xem cái đẩy liền giang Vivox KM1200 á. Vâng, giờ thì trời mưa, anh cũng muốn đến để trải nghiệm và thấy cho mình một cái đẩy liền giang. Vâng, mà trời đang mưa các bạn. Vâng, đây là anh Hà. Vâng, rồi cái sản phẩm anh đang chọn lựa đấy ạ. Vâng, một cái đẩy liền vang WeWood, mừng mã là KM1200 mã, có tích hợp Bluetooth. Nói chung là cái dòng này rất nhiều công nghệ mới mà bên em đã quảng cáo ở một video khác. Vâng, thì đây anh Hà anh đến mua. Đó, đây là hàng mới đảm bảo bảo hành 1 năm, lớp 1 từ 10 trong tháng đầu. Và bên em đang bắt Bluetooth đấy ạ. Bên em đang vừa bộ, rất là vừa bộ. Vâng, bên em test một đoạn nhạc karaoke với cái đẩy liền giang Vivox KM1200 mã của anh Hà ở bên Thạch Bàn. Vâng, như vậy em đang chuyển cái đắp cái bộ mic lên 5 6 6 7 lên 1 2 lên 3 4 4 4 5 6 6 ú không ú. Áo mưa năm nào, chỉ sớm không bao lâu. Hôm nay em đang hát karaoke, hôm nay em đang đóng hàng. Sâu vương cao vời vời, anh quên là bao. Em ơi có bao nhiêu, sao mới là cuộc đời. Thương ai nên khi yêu nhau thì yêu cho trọn đời. Em ơi ta sống được bao, ơi là thế, đời sống không là bao, ơi là bao, đời không lâu là thế, ơi được bao, hãy sống và có bao nhiêu. Vâng, rất yêu đời các bạn. Đó mới là cuộc đời. 60 năm một đời, vì xa em rồi, anh biết yêu thương ai. Quá tuyệt vời, vâng. Chỉ cần cái đẩy liền vang của KM1200 đã làm một bộ dàn karaoke rất là hay rồi. Tái tạo âm thanh rất là tốt rồi ạ.